Nam Cao từng có một câu nói để đời trong truyện Lão Hạc, đó là một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Trong cuộc sống này, những người đang khổ đau rất khó để thấu cảm cho nỗi khổ của những kẻ xa lạ khác. Nhưng nếu đứng dưới hai vùng trời khác nhau, biết có kẻ cùng chung với mình một hoàn cảnh, có lẽ không ai là không cảm thấy mũi lòng cho nỗi khổ của đối phương, như cái cách buồn tủi thay cho cả chính số phận của mình. Và đây cũng chính là câu chuyện của hai thế lực được quan tâm chú ý nhiều nhất tại VCS và LCK, cũng là hai tổ chức tiếng tăm bậc nhất được cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam ủng hộ, GAM và T1. Một trong hai, ở nơi xa xôi, ắt hẳn cũng đang thấy một người cùng khổ với mình giữa lúc khổ nguy gian khó. GAM và T1 chẳng cận kề bên nhau, cũng chẳng nhiều liên quan trước giờ. Nhưng thật đặc biệt, dẫu là lúc ngọt bùi hay cay đắng, cả hai đều có rất nhiều điểm tương đồng hữu ý. Cho đến hôm nay, khi cả hai cùng đang bất ổn, cùng đang chịu những tai tiếng, hoài nghi giữa một mùa hè đầy phong ba trước mắt, người ta lại càng thấy rõ hơn cái cùng khổ của binh đoàn vàng đen và đội quần áo đỏ. Sự tương đồng ấy quả là câu chuyện xứng đáng để tôi, bình luận viên Hoàng Luân, ngày hôm nay kể lại cho các bạn nghe trong video này. Video về hai đội tuyển, dưới hai vùng trời nhưng lại chung một số phận. Trước khi bước vào video, các bạn hãy để lại một like và sub cho kênh của Luân, sau đó nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các thông tin hấp dẫn về Liên minh Huyền thoại. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu. GAM và T1 có lẽ đã không còn là những cái tên xa lạ với bất kỳ người theo dõi giải đấu Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp nào. Sẽ không ngoa nếu như nói đây là hai thế lực nổi tiếng nhất khu vực họ đang thi đấu, xét trên cả khía cạnh truyền thông, lịch sử đội tuyển và danh hiệu. Thành tích trong quá khứ đã mang về cho cả hai tiếng tăm vang dội, trở thành chuẩn mực cho những đội tuyển về sau tại khu vực, cũng như được xem là những tượng đài vĩ đại mà khu vực đã sản sinh. Nhưng quá khứ cũng vô tình trở thành cái bóng quá lớn mà chính họ cũng chẳng thể nào vượt qua. Thành tích vang dội từng gây dựng nên đã vô tình vun đắp kỳ vọng quá lớn ở người hâm mộ vào hai đội tuyển này trong những năm sau đó. Với GAM Esports, cái bóng của năm 2017 vĩnh viễn là thứ được nhắc lại không ngừng, mà những năm sau đó, ở những lần ra thế giới của mình, GAM Esports luôn được đối chiếu với chính họ trong quá khứ, bất chấp thời thế đã thay đổi, chính họ cũng đã phần nhiều đội khác. Những so sánh mang theo kỳ vọng chỉ càng tăng thêm những đau thương của đội tuyển giàu truyền thống số 1 khu vực VCS. Ở xứ sở kim chi xa xôi, vị thế của T1 vượt xa GAM rất nhiều lần. Tên tuổi, thành tích hay danh tiếng của họ đã ở tầm thế giới, được cả thế giới biết đến và công nhận. Nhưng nỗi khổ chung giữa T1 và GAM hiện nay có lẽ lại là điều mà ai ai cũng thấy. Giống như GAM Esports sau nhiều năm chỉ còn lại mình Levi, thì so với người tiền nhiệm SK Telecom T1 trong quá khứ, T1 cũng chỉ còn lại đúng một nhân tố, người được ví như linh hồn của đội tuyển hiện tại, không ai khác ngoài Faker. Nhưng số đông cũng vinh vào lý do này để đặt lên đội tuyển những kỳ vọng cao vời vợi mỗi khi mùa giải bắt đầu, dù đội hình nào, phong độ nào. Có lẽ chuyện nhà vua MSI Jin Dong để thua trước đội tuyển nhóm cuối hay đương kim vô địch thế giới DS gần như không còn cơ hội trở lại đấu trường này cũng không đủ hấp dẫn, không bị sỉ vả nhiều bằng một trận thua, thậm chí chỉ một ván thua của đội tuyển áo đỏ. Đông fan nhưng cũng lắm người soi xét, dòm ngó. Đó là từ cái bóng mang tên SKT đã theo T1 đến nhiều năm, khiến họ luôn áp lực phải hơn hoặc ít nhất bằng với tiền nhiệm trong quá khứ. Nhưng kể từ khi đội mang cái tên này, người ta không còn thấy họ bén duyên với những danh hiệu lớn nữa. Đặc biệt gần đây, cú Grand Slam về nhì càng là lý do khiến T1 bị chồng chất những áp lực tinh thần từ kỳ vọng của người hâm mộ. Những thành công tức thời chỉ càng làm tăng thêm kỳ vọng đặt vào trong những mùa giải sau đó. Nếu ở VCS, chúng ta từng có một G15 thì phương xa cũng một T20 được ví như Phượng Hoàng LCK tái sinh từ đống tro tàn. Cả hai từng cùng có được những vinh quang lừng lẫy trong cùng một mùa giải, khi duy trì rất dài mạch thẳng của mình trên đấu trường quốc nội, được xưng tụng như những huyền thoại của khu vực. Nhưng niềm vui thật sự cũng ngắn chẳng tay gan. Người ta đôi khi cũng chẳng vui, chẳng tự hào thay cho thành công, nhưng khi xảy ngã thì luôn có mặt đúng lúc để chỉ trích thậm tệ. Thậm chí những chức vô địch bất bại mà họ từng có được lại càng là lý do để bị vùi dập nhiều hơn khi thất bại trên trường quốc tế. Thất bại có lẽ trở thành nỗi sợ của chính những thế lực bị đặt lên mình kỳ vọng cao. Nhưng mỗi lần thay đổi đội hình sau thất bại thì niềm tin mạnh mẽ đều quay trở lại. Mùa hè 2023 này, sau khi trở về từ MSI với kết quả đáng quên nhất lịch sử, việc GAM bổ sung thêm xạ thủ Slider vào đội hình cũng được cho là một bước đi cầm chắc chức vô địch ở quốc nội và đảm bảo khả năng bứt phá ở chung kết thế giới. Ấy vậy những thành tích của GAM ngờ đâu chỉ giảm không tăng, đi ngược lại hoàn toàn với hình dung của tất cả. Không ít những nhận định cho rằng GAM mua Slider từ SBTC nhưng quên cuốn hướng dẫn sử dụng. Slider đứng trong hoàn cảnh ngặt nghèo hơn ai hết, suốt mỗi trận đấu bị cam liên tục, bị chăm sóc kỹ càng nhưng cuối game vẫn phải giữ vai trò sát thân chủ lực của đội. Gần đây nhất ván đấu trong trận gặp MGN Box Esports, Slider với Aphelios gần như chấp cả hỗ trợ, chấp cả xạ thủ đối phương xanh sớm. Cuối game anh vẫn phải là người gánh đầm chính trong đội hình nhà đương kim vô địch. Những chỉ trích hướng về phía ban lãnh đạo đội tuyển đã được đưa ra rằng tại sao bỏ rơi Slider để đánh cánh trên trong một meta xạ thủ lên ngôi. Hay tối thiểu tại sao để Slider cực khổ chơi game một mình nhưng vừa phải ra sức thủ hòa như Style, vừa phải còng lưng về cuối ván đấu như chính anh thời ở Flash.
Tuy nhiên, phải nhìn nhận vào tình hình của Gam hiện tại, chúng ta thấy được sự xuống sức của nhiều tuyển thủ chủ chốt. Levy giờ đây chỉ đỉnh cao khi cầm Wu Công, trong khi Kiaya không vào một meta mà đường trên có thể gánh đội. KT ở đường giữa là câu chuyện đã kể từ thời MSI, không ngẫu nhiên mà Ngài Phê bị loại khỏi đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự ASEAN trước khi có những diễn biến mới đây. Jin càng là vấn đề lớn của đội tuyển này khi ai cũng thấy anh không giúp được gì nhiều cho Slider, càng khiến siêu xạ thủ như vướng thêm mối nợ trên đường. Đi xạ thủ nhưng có tới 9 solo kill, phần nào chỉ ra những khó hiểu ở khu vực đường dưới của Gabi Sport lúc này. Gabi Sport khi ra thế giới cũng bị chê bai là vua xứ mù vì cứ mãi bất bại nên không bao giờ nhận ra cái sai. Nhưng khi Gam thất bại ở quốc nội, những chỉ trích hướng về họ còn nhiều hơn bội phần. Ở đầu cầu Hàn Quốc, vấn đề của T1 trong mùa hè lại đến từ những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, cả từ trong đội tuyển đến những vấn đề bất đắc dĩ. Trở về từ sau thất bại ở Midseason Invitational, T1 trải qua giai đoạn đầu mùa giải với những khó khăn đủ đường khi thất bại trước nhà vô địch Genji Esports và cả kình địch viễn thông KT Roster. Phong độ bất ổn của nhiều thành viên trong đội đã khiến T1 lận đận trong việc tìm kiếm chiến thuật phù hợp giữa một meta đang khá đa dạng và khó đoán. Cảnh trên, Honor vẫn phụ thuộc vào đội trưởng của mình là đường giữa Faker. Nhiều năm thi đấu bên nhau vẫn không khiến Honor hiểu ý Faker trong những tình huống xử lý quanh trục giữa. Mối liên kết mid rừng dễ dàng bị những đối thủ cứng cựa khai thác và bẻ gãy. Gumayusi và Keria ở đường dưới không còn là khác biệt, trong khi Zed thì đang dần cho người hâm mộ thấy anh đã chạm trần, tương tự Kana trong quá khứ. Khởi đầu huy hoàng nhưng dần đi xuống theo thời gian. Nỗi khổ từ tuyển thủ của T1 vẫn chưa dừng lại khi Faker được thông báo dính chấn thương ở tay phải và không thi đấu được trong tuần mới của lượt về. Điều này khiến T1 lãnh nhận thêm một trận thua bạc nhược trước Genji. Một trận thua tâm phục khẩu phục trước kẻ địch cũ, rồng xanh DRX. Hiện tại, chẳng ai biết rằng Faker trở lại có cứu được T1 hay không. Nhưng không có Faker thì tình hình T1 rất rõ là một kho điểm không hơn không kém trên bảng xếp hạng LCK. Không có Faker thì đến việc pressing T1 lúc thua, Antifan cũng không thèm đếm xỉa tới nữa. Những xui rủi vẫn tiếp tục tìm đến đội tuyển triệu fan ngay trước lượt về. Huấn luyện viên Banky được thông báo sẽ từ chức, không còn dẫn dắt đội tuyển ở nửa sau mùa giải. Thiếu đi cả huấn luyện viên trưởng và đội trưởng, những người đã dìu dắt đội tới những trận chung kết trước đây, thật sự khiến người ta không còn nhận ra dáng vẻ của Phượng Hoàng LCK, một T1 bay cao ngạo nghễ hơn một năm trước đó. Phượng Hoàng lửa tái sinh từ đống tro tàn để trở lại với ánh hào quang quá khứ, hóa ra cũng chỉ là một truyền thuyết vô thực, một sự vi von bâng quơ, còn hiện thực thì luôn rất cay đắng. Mùa giải mới chỉ đang ở giai đoạn giữa, nhưng Gam Esports và T1 đã đều để thua những trận quan trọng, đó có thể xem như điềm báo không lành với họ. Gam Esports ngay cả lúc Team Flash mạnh mẽ nhất vào mùa giải 2019-2020 cũng chưa từng để thua tia chớp màu da cam với tỷ số 0-2 chóng vánh. Từ khi Team Well thành lập, họ cũng chưa từng xảy ngã trước bầy cá voi. Ấy vậy mà thoáng chốc chỉ trong một lượt đi, Gam đã có hai trận thua đầy tủi hổ, hai trận thua bộc lộ hết những khuyết điểm trong lối chơi, những rời rạc trong chiến thuật chung của họ. T1 cũng không vượt hơn gì so với Gam bên kia. KT từng bị xem là kho điểm của T1, bất chấp phong độ của cả hai như thế nào, từng bị xem là bại tướng mặc định trong mỗi lần đại chiến viễn thông. Ngay cả khi KT mạnh mẽ và vượt qua được T1 trong mùa giải ông lớn tập đoàn SK Telecom bất ổn, họ cũng chỉ có thể thắng bằng tỷ số 2-1 trong một cặp BO3. Lần cuối cùng KT Roster vượt qua kình địch viễn thông của mình với tỷ số chóng vánh là năm 2018, năm SKT gặp muôn trùng khó khăn, phải ở nhà xem chung kết thế giới. Ấy thế nhưng điều này lại một lần nữa xảy đến vào mùa hè 2023 khi T1 được cho là không yếu, vẫn giữ nguyên đội hình sau cú Grand Slam Á quân và top 3 MSI. Cũng chính những trận thua không tưởng đó đã vừa phản ánh sự bất ổn trong mùa hè này của Gam, của T1, vừa là điềm báo cho một giải đấu chẳng hề suôn sẻ với họ, càng cho thấy họ đã và đang yếu đi so với chính mình, cần trở lại nếu không muốn trượt dài khỏi đường đua đến chung kết thế giới. Bất chấp mùa xuân đã từng vô địch hay Á quân, việc ở nhà vẫn hoàn toàn có thể xảy đến. Đừng quên chính T1 vào mùa giải 2020, họ cũng vô địch mùa xuân rồi ở nhà xem chung kết thế giới vào mùa hè, nhìn Đam Quân Gaming nâng cấp qua màn ảnh nhỏ. Điều đó là để nói không thể khẳng định điều gì trong bối cảnh hiện tại, khi cả hai đều đang chưa giải quyết được những vấn đề tồn đọng trước mắt thì việc chắc chắn cho tấm vé đi chung kết thế giới vẫn là quá xa xôi. Cái dớp với chung kết thế giới hiện vẫn đang đeo đẳng cả đội tuyển áo đỏ lẫn binh đoàn vàng đen. Với T1, họ vẫn còn vẹn nguyên cái dớp mang tên sân nhà Hàn Quốc năm xưa. Cụ thể trong hai lần giải đấu Liên minh Huyền thoại thường niên được đăng cai tại xứ sở Kim Chi, T1 trong quá khứ là SKT T1 đều vắng mặt bằng một cách rất diệu kỳ. Mảnh đất này cũng không phải đất thiêng của đội tuyển triệu fan, khi dù không phải chung kết thế giới mà ngay cả MSI thì họ cũng không có được thành tích như ý nguyện. Sẵn có cái dớp Hàn Quốc, có cả bài học 2020 vô địch mùa xuân ở nhà mùa hè, thì chuyện fan của T1 lo lắng cho số phận của đội tuyển con cưng cũng là điều dễ hiểu. Trong khi đó, Gam 2023 cũng đang dính một cái dớp như quả bom nổ chậm trên đầu, đó là cái dớp được đi quốc tế của Slider. Mang về siêu xạ thủ trong nỗ lực tiếp tục thống trị đường đua mùa hè, nhưng cái dớp không thể đi được quốc tế hay còn bị một bộ phận trêu đùa là lời nguyền Huỳnh Phương vẫn theo đuổi Slider.
Năm 2019, Slater tỏa sáng rực rỡ trong áo team Flash, nhưng anh sảy chân ở playoff trước ẩn mật giáo, nơi quyết định tấm vé đi chung kết thế giới của tia chớp cam. Đến năm 2020, vẫn ở đội tuyển này, Slater vô địch cả hai mùa giải xuân hè, vẫn có màn trình diễn vô cùng thuyết phục, nhưng anh không thể nào đến với đấu trường quốc tế vì vấn đề đại dịch Covid-19 lúc bấy giờ. Gần đây nhất, khi có tên trong đội hình đội tuyển quốc gia tham dự Road to Asian Games, Slater được kỳ vọng sẽ chắc chắn có lần đầu cọ sát cho riêng mình, phá tan cái dớp với biển lớn. Thế nhưng ai mà ngờ số phận lại lần nữa trêu ngươi. Không phải do đơ, nhưng những yếu tố khách quan lần nữa cản đi bước tiến của anh đến với chân trời mà anh luôn mơ ước. Và sau những lùm xùm gần đây khiến đội hình đội tuyển quốc gia có nhiều xáo trộn, anh cũng bị thay thế bởi Artemis, người đồng đội cũ từ Sky Gaming Đắk Lắk khi xưa. Số nhỏ của đơ cộng với màn trình diễn không ổn định của Gam hiện giờ cũng là mối lo lớn cho khán giả với đội tuyển áo vàng đen này. Slater có lẽ phải dùng tinh hoa kỹ năng cả đời cho một mùa hè 2023 mới có thể cứu Gam qua biển cổ, cũng là cứu bản thân khỏi một lời nguyền đã đeo đuổi anh xuyên suốt sự nghiệp nhiều năm qua. Lưu vẫn biết có không ít những bạn đang xem video này vừa là fan của Gam, vừa là fan của T1. Nội dung này không biết có đi được vào hang và khiến nỗi buồn và vết thương trong lòng các bạn nhân lên gấp bội hay không. Nhưng thà chuẩn bị sẵn tinh thần cho những biến cố trước mắt, còn hơn cứ nuôi dưỡng ấp ủ những hy vọng quá mức để rồi phải lãnh nhận những cú sốc không ai mong chờ. Hãy nhìn nhận thực tế rằng cả T1 và Gam qua câu chuyện cùng khổ nói trên hiện đều đang bất ổn hơn so với chính bản thân họ 3 năm gần đây. Những vấn đề nội bộ, những trận thua bất ngờ đã phản ánh phần nào hoàn cảnh của họ. Đặc biệt hơn, những điềm báo trước mắt vẫn đang là thử thách cho sức bật của chính họ. Có vượt qua được số mệnh bất hảo này hay không, chúng ta chẳng thể nào nói trước được. Nhưng đó là những người bình thường. Còn với một người đến từ tương lai như Lu, thì Lu rất chắc chắn Gam và T1 sẽ có mặt tại chung kết thế giới 2023. Vậy, bạn nghĩ sao về câu chuyện dưới hai bầu trời cùng chung số phận của Gam và T1? Liệu cả hai có thể vượt qua những khó khăn trước mắt để có được thành công hay không? Hay những bất ổn, gian lao, những vấn đề trong ngoài và cả những lời nguyền đều sẽ xô ngã hai thế lực này khỏi đường đua tới chung kết thế giới của mỗi khu vực? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.